Simeone hiện lĩnh lương cao nhất trong các huấn luyện viên bóng đá châu Âu, với khoảng 42 triệu đô la Mỹ mỗi năm tại Atletico. Thu nhập của huấn luyện viên Argentina vượt trội so với phần còn lại, khi Pep Guardiola nhận 25 triệu đô la Mỹ mỗi mùa tại Manchester City, còn Jurgen Klopp xếp ngay sau với 20 triệu đô la Mỹ từ Liverpool. Hợp đồng của Simeone sẽ hết hạn vào cuối mùa này và gần đây, đang có nhiều tin đồn rằng huấn luyện viên 53 tuổi sẽ rời sân Metropolitano. Nhưng theo báo Marca, Simeone đồng ý sẽ giảm đáng kể mức lương để chia sẻ với khó khăn tài chính của Atletico và tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ đến tháng 6 năm 2026. Chị gái và là đại diện của Simeone, Natalia vừa họp hai buổi với ban lãnh đạo Atletico tại sân Metropolitano vào ngày 24 tháng 10 và 30 phần 10. Đôi bên sẽ duy trì liên lạc trong những người tới cho đến khi thống nhất mọi điều khoản. Marca nhấn mạnh những cuộc đàm phán giữa Simeone và Atletico diễn ra suôn sẻ và sẽ không có bất ngờ mang tính tiêu cực nào. Theo đó, thỏa thuận gần như đã được hoàn tất và thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong những ngày tới. Simeone sẵn sàng giảm lương để thích ứng với tình hình tài chính hạn chế của Atletico. Vấn đề lớn trên bàn đàm phán chỉ là thời hạn hợp đồng. Giám đốc điều hành Miguel Angel Gilmarin đề xuất ký 3 năm để thể hiện niềm tin và sự cam kết. Huấn luyện viên Argentina chỉ muốn bản giao kèo 2 năm để vì ông muốn được thúc đẩy bởi năng lượng hàng ngày. Nhưng với mục đích chung là tiếp tục gắn bó, Simeone đã chấp nhận đề xuất của câu lạc bộ và đồng ý ký hợp đồng cho đến hè 2027. Ông sẽ nối dài kỷ lục là huấn luyện viên tại vị lâu nhất trong lịch sử Atletico, và hiện là huấn luyện viên đương nhiệm gắn bó với một câu lạc bộ lâu thứ hai trên thế giới với 11 năm. Ông chỉ xếp sau Frank Schmidt, người bắt đầu nghiệp huấn luyện với Heidenheim từ năm 2007 và đã có 16 năm làm việc với câu lạc bộ Đức. Simeone dẫn dắt Atletico liên tục từ 2011 và là huấn luyện viên giàu thành tích nhất lịch sử câu lạc bộ, với hai chức vô địch La Liga, một cắp nhà vua Tây Ban Nha, một siêu cắp Tây Ban Nha, hai Europa League, hai siêu cắp châu Âu, hai lần vào chung kết Champions League năm 2014 và 2016. Mùa này, Atletico đang đứng thứ tư La Liga với 25 điểm, kém Barca, Real, Girona lần lượt 2, 4 và 6 điểm. Tại Champions League, Atletico đứng thứ hai bảng E với 5 điểm, kém Feyenoord 1 điểm và hơn Lazio 1 điểm. Việc gia hạn với Atletico cũng chấm dứt tin đồn Simeone có thể tới sân Old Trafford làm việc. Theo báo Anh Sun Sport, Simeone là một trong những ứng viên tiếp quản Manchester United nếu ông Erik ten Hag bị sa thải. Ngoài ra, ông cũng nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ Arab Saudi.